Năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 90 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với tổng số 1.188 thủ tục. Ở cả 3 cấp, tỉnh, huyện, xã của Lào Cai có 1.917 thủ tục hành chính, tất cả được cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và thực hiện niêm yết theo quy định. Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng Dịch vụ Công của tỉnh để các cơ quan đơn vị công khai tiến độ, kết quả giải quyết trên môi trường điện tử, giúp người dân doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ, giám sát và đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước. Thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 132, liên thông giữa các cấp chính quyền là 89, đồng thời kết nối thành công giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với phần mềm dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.